Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội hôm qua đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố tài xế Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1984, trú tại quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội về tội gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng ngày 17 tháng 4. Nguyễn Ngọc Thắng điều khiển xe ô tô 5 chỗ với tốc độ cao, rú ga thực hiện kỹ thuật drift nhiều vòng quanh bùn binh trước nhà hát lớn Hà Nội. Sự việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Khi tổ công tác của công an phường Tràng Tiền yêu cầu đối tượng dân xuống xe thì đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy. Trước đó ngày 21 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Kim đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng